Sơn chào cả bà con. Thì tiếp tục quay cho bà con xem cái năng suất lúa OM18 vụ thu đông. Đây là đồng ngô đồng dĩ ha. Thì đối với lúa thì bà con mình làm thì người làm trúng làm thắt ha, cũng chung một cánh đồng nhưng mà người làm trúng làm thắt chứ không phải là ai cũng trúng hết ai cũng thắt hết á. Nói chung là tùy vào cái thời tiết rồi tùy vào cái cách làm của bà con mình. Thì đây là OM18. Thì ảnh Thái Sơn có hỏi thì cái này xịt bằng máy bay không ha, lúc nhỏ thì xịt bằng tay nhưng mà sau này xịt bằng máy bay. Thì thấy cái độ vô cổ rất là tốt với đất ở đây, mà còn thấy đất lung này nè, tới cắt mà đất nó còn ướt như nè, là cái lúa nó nặng ký ha, trong cổ rồi đó nó vô nó nặng ký. Thì đây là 10 công tầm cắt, để hồi cắt xong này coi bao nhiêu bao ảnh dơ trên xe hết là 200 bao. Thì cái ông chú bên đây ông cắt là nãy cũng 10 công cắt 100, tính ra 14 bao rưỡi công cắt á. Mà trung bình thì ông cái bao này thì ông chú cũng nói là không có tới 60 hay mà con. Trung bình 57, 58, 59 hay cũng có 360 nhưng mà trung bình năm mấy là nhiều, 57, 58, 57, 58 là nhiều ha. Thì chạy ra ăn công cũng được 800, nếu 14 bao rưỡi chạy ra ăn công cũng được 800. Đó. Mà 800 thì đây do hiện tại thì giá của em 18 hiện tại thì nó giá 7.150 hay mà con. Nhưng mà ở đây do mấy nông dân ở đây lấy cọc sớm quá đó, lấy cọc có 7.000 à. Nó tính ra bây giờ nhảy dựng hết trơn luôn, mắc một tấn mắc 150, mà ở đây đất còn đất kêu đất vuông tôm không đó, đất lô ông 7-8 tấn 10 tấn tính ra mắc cả triệu bạc uổng. Ở đây Thác Sang sẽ quay cho bà con xem cái cỏ vô cổ nè. Nói về cái mà gạo, lấy gạo cho em 18 thì nó cực kỳ quan trọng ha, tại vì nó rất là mau cháy lá, mà bà con lấy không kịp là nó cháy lá là nó bị lép cổ. Thì đây cái dàn OM hoặc là dàn 5451, tất cả là các giống cao tháng hoặc là thấp tháng gì đó, cái dàn nó trung bình từ 5 tắc trở lên thì lúa nó mới có năng suất ha. Còn dưới nữa thì năng suất nó không có đâu con à, dưới nó bông nhỏ lắm. Một số bà con đi phân có cái kỹ thuật á thì Đắc Sơn thấy lúa nó cái cây nó cục, nó lùn nhưng mà cây nó ú, nhưng mà nó chỗ lên cũng bông nó ú cái cây thôi chứ thật sự cái bông lên cũng không có nhiều. Chủ yếu bà con đi cái cây nó cao nó dài đi thì cái bông nó ra sẽ đạt thôi ha. Thì đây Đắc Sơn sẽ quay cổ cho bà con xem. Đây là OM18 là thấy là toàn bộ vô tới cổ cho nè bà con. Đây. Vô cổ nè, nó hết nè. Thấy đa số là 10 cây là hết 8 cây vô cổ rồi. Còn có đây còn lép có một hai hộp. Nhưng mà thấy cái độ vô cổ là đều hơn. Đây. Vào bên đây nè. Thấy cái đầu vô cổ nó cũng đạt ha. Đây. Thì nó cái bông này cũng khoảng 7-80 hạt ăn lên. Cũng lép một số nè. Hồi nãy cái giạt, vậy là cái giạt bên đây ấy, còn cái giạt bên cắt rồi, nãy bên đây là nó đạt cái năng suất lắm. Sao bên đây thấy lép nhiều á, bên đây nè, cái giạt bên đây nè. Này giạt bên đây thấy nãy nó vô cổ rất là im luôn. Thì cái nhánh này, trà này còn tươi là nặng ký. Đây. Nãy cái giạc bên đó vô cổ tốt mà dạng đây quay lại hơi lép như hơi. Nó vô vậy cũng im mà. Đi OM mà dàn cao vậy đó mới có năng suất á, dàn lùng lùng là thua. Nó có giạc ấy. Ừ đây nè, giữa đây vô cổ tới cổ không nè, đều gan luôn bông này, anh chẳng là cái nào cũng vô cổ. Bông này chắc trăm mấy chục hạt luôn, vô đều do luôn ha, tới cổ này, này cũng tới cổ không nè. Ở đây OM18 đây trung bình là cũng khoảng 800 ăn lên, còn không dưới 800 ha. Bye.
con nhìn vô thấy bông không nè, nhìn xéo xéo một bên hoặc là ngược chiều mà thấy bông vậy là năng sức có nè. Đó, con thấy bông không? Còn nhìn mà thấy nó lớt lớt, bông thưa thưa là không có, con này bông dày luôn. Nó thưa, cái dàn chân hơi thưa chút nhưng mà bông nó có. Đúng. Thì đây dàn chân nó thấy cũng ok, khá ok. Nó vừa dạy được là đừng có dày quá, cũng đừng thưa quá, nó vừa vừa vậy mà cây nó bự, bông bự. Thì Sơn đỡ cắt sống này luôn rồi coi hỏi coi còn nhiêu bao hay rồi coi năng suất nó sao. Thì trung bình nó khoảng 14-15 bao rồi coi miếng anh này coi khoảng nhiêu bao ha. Rồi còn la mà nói vô rồi sẽ biết năng suất thế mà không. Đây là 10 con cắt ha. Bốn bao thì 800 mà 15 bao thì 850. Ngon ta? 230 muốn còn nhiêu à? Rồi rồi. Thì cũng phải chơi thêm chứ gì vậy? Chơi. Ba mấy vào. Nó 50 bao hả? Hai trăm bao còn năm mấy bao. Hai ba bốn năm sáu bao. Đây là 144 bao. Con 144 bao. Nó ra 144 bao không? Đó còn 6 bao. 4 6 bao. Hai đó dồn vô cũng như cho con bao đi. Nguyên 143 bao. Đó 2 khúc. 10 công cắt 143 bao bà con ơi. Trung bình cũng 800.